Vân đã đi qua hơn 80 quốc gia. Còn bản thân mình phải biết mình muốn cái gì. Nhưng có vẻ như bạn không biết sử dụng tiềm năng của mình. Thì năm nay nè, là phải học thật căng vào. Thường thường con người ai có định kiến, sống chết cũng phải học được. Các bạn Trung Đông là ngồi trong phòng họp mày nói vậy là sai. Nói chỉ thẳng vô mặt. I have a Bitcoin. Do you? I do. Xin chào các bạn, mình là Khánh Vy và các bạn đang theo dõi Vy Talk Talk Talk. Người ta có nói rằng một nghề cho chín còn hơn chín nghề, nhưng có những người làm chín nghề mà nghề nào cũng chín. Chủ tịch quỹ đầu tư, doanh nhân, cố vấn, diễn giả, top 100 người phụ nữ có ảnh hưởng nhất thế giới về vấn đề nhượng quyền và là tác giả của rất nhiều cuốn sách ảnh hưởng từ giới trẻ. Hãy cùng chào đón khách mời của tập Vy Talk ngày hôm nay, cô Nguyễn Phi Vân. Chào Khánh Vy, chào tất cả các bạn. Thường thường khi cảm xúc của những người trẻ chúng em khi mà nhìn một người trên TV thấy ngoài đời và cảm thấy rất là thích, nhưng mà nhìn một người, gặp một người mà viết sách cho mình đọc, cho mình con chữ thì cái cảm giác nó vô thực hơn rất là nhiều. Hôm nay phải đem từ nhà đi những quyển sách mà gối đầu giường của cô Phi Vân đã thay đổi mình rất nhiều, đặc biệt là quyển Mở Cửa Tương Lai. Quick Q&A với cô Phi Vân. Làm tác giả mà giờ hồi hộp quá. Làn sóng sa thải hiện nay chỉ là một trào lưu hay nó đang phản ánh đúng sự thật? Phải ánh đúng sự thật. Yes. Chỉ cần là một người lao động, chúng ta sẽ có nguy cơ thất nghiệp bất cứ lúc nào. Yes. Một người low tech liệu có thể sống yên ổn trong thời đại 4.0? Yes. Định nghĩa thành công là tạo ra giá trị cho xã hội và tạo ra tiền của, danh tiếng cho bản thân. Yes. AI sẽ khiến hàng triệu người thất nghiệp. Yes. Năm 2023 sẽ là năm chúng ta chịu ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế thế giới. Yes. Một cuốn sách thành công là một cuốn sách được tái bản nhiều lần. Depends. Cô đánh giá mức độ áp lực của các công việc mà cô đang nắm giữ là đầu tư 900 năm. Người cố vấn 9. Viết sách ạ 8. Diễn giả 10. Doanh nhân ạ 7. Nhà thiện nguyện 10. Wow. Một từ để miêu tả về bản thân. Tĩnh. Tĩnh lặng. Tĩnh. Đây là mục tiêu trong cuộc sống của em ấy. Tâm nó còn nhiều chấp niệm lắm cô. Một việc mà các bạn trẻ nên làm ít nhất một lần trong đời. Sống ở một quốc gia khác. Không biết là Tết vừa rồi thì cô đã làm những gì ạ? Tết năm nào cũng có một ritual, có một cái việc phải làm, đó là về quê ở Tiền Giang để về nhà tổ để cúng kiến, giữ được cho mình cái văn hóa của dân tộc Việt Nam, dẫn con gái về để con gái luôn luôn nhớ về cái nguồn cội của mình. Đúng là một cái nét văn hóa của Việt Nam mình mà chúng ta luôn rất ngưỡng vọng, đó chính là nhân sinh do tổ. Vâng, khi nào cũng nghĩ về quê hương, nguồn cội. Cô rất là bận rộn, không biết là trong những lúc cô nghỉ ngơi thư giãn thì cô có hay nghĩ về công việc không ạ? Không, cô là một người quản trị cái quỹ thời gian của mình khá là tốt. Đã. Nghĩa là khi nào làm việc thì sẽ tập trung 100% vào công việc. Và nhiều khi có thể ngồi ở giữa một đám đông nhưng mà ai làm gì không biết. Mình chỉ tập trung vào công việc của mình thôi. Thì rèn được cái sự tập trung đó. Và sự tập trung đó nó cực kỳ quan trọng. Nó là một kỹ năng của thế kỷ 21. Vì nếu như mình không tập trung được đó thì đời này nó quá nhiều thứ nó làm cho mình mất tập trung. Cho nên mình rèn được cái đó thì mình sẽ làm việc rất là nhanh, rất là hiệu quả trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn. Xong rồi sau đó mình dẹp công việc, mình đi chơi. Mình làm những gì mình thích. Chứ không có bao giờ mà vừa đi chơi, vừa với công việc mà vừa làm việc mình nhớ chuyện đi chơi, không bao giờ như vậy hết. Bởi vì mình lúc nào cũng lo lắng hết. Mà lo lắng là cái chuyện mà mệt mỏi nhất trong cuộc đời này, đừng có lo lắng. Cứ làm cái gì làm cho xong, cái đó là xong. Nhưng là sống trong thực tại đúng không cô? Tại vì mọi người trên thế giới đều giống nhau. Lúc nào cũng lo lắng, lúc nào cũng buồn, lúc nào cũng không hạnh phúc. Thì nếu mà mình muốn vượt lên trên khỏi cái đám đông mơ hồ đó thì mình chỉ có một cách thôi. Đó là mình sống và mình làm tất cả những gì mình có thể làm trong cái thời điểm hiện tại này rồi thôi. Rồi mình go on, mình lại enjoy life. Chúng em là rất là hay lên mạng để xem những cái video clip như là những cái thói quen của các tỷ phú hay là doanh nhân thành đạt ấy ạ. Thì em cũng rất tò mò, không biết là cô có một cái routine, một cái thói quen nào mà cô nghĩ rằng là nó đã khiến bản thân mình trở nên tốt hơn rất nhiều không ạ? Có ba cái điều cô luôn luôn làm trong cuộc sống, cho dù cuộc sống của mình lên hay xuống, luôn luôn tổ chức cuộc sống của mình. Sẽ không bao giờ mà bước vô một ngày mà không biết ngày hôm đó mình làm cái gì. Cái thứ hai là luôn luôn phản tư, có nghĩa là cái gì mình làm trong ngày rồi á thì sẽ luôn luôn ngồi suy nghĩ. Mình làm như vậy có cách nào hay hơn không? Có cách nào tốt hơn không? Mình làm như vậy là có khi nào mình lần sau mình phải thay đổi một chút không? Thực ra mình sống trong cuộc đời này, mình sinh ra để làm gì mọi người? Mình phải hỏi mình câu hỏi đó. Nếu mình sinh ra chỉ để nháo nhào, chỉ để đi kiếm tiền, chỉ để
thăng chức, làm một công việc gì đó, một cái vòng luẩn quẩn như vậy cho đến cuối đời rồi mình cũng mất đi mà, mình con người đâu có ai mà sống hoài được. Cái sứ mệnh của mình trong cuộc đời này là cái gì? Thì cô Phi Vân tìm được cái sứ mệnh đó của mình, đó là cái sứ mệnh về chia sẻ và giúp đỡ phát triển những cái hạt giống mà nó tốt cho cộng đồng, để các bạn sống vui vẻ hạnh phúc hơn và các bạn cống hiến được nhiều giá trị cho xã hội hơn. Cho nên là cái chuyện thứ ba luôn luôn làm đó là luôn luôn dành thời gian cho các cái công tác cộng đồng. Luôn tổ chức sắp xếp cuộc sống, yeah. Biết là mình sẽ làm gì trong ngày hôm nay, yeah. Luôn phản tư về những gì mình làm và hãy đóng góp thật nhiều cho cộng đồng. Con đọc rất nhiều sách của cô và cũng nghe cô kể rất là nhiều câu chuyện, ừ. Thì con thấy rằng là quả là một cái hành trình rất là dài, hơn 30 năm, ừ. Nỗ lực đi qua hơn 80 quốc gia và đủ thể loại công việc, ừ. Từ dọn bàn, dọn phòng, ừ. Phục vụ, ừ. Cho tới giám đốc marketing, giám đốc châu Á Thái Bình Dương, chủ tịch quỹ đầu tư, yeah. Top 100 người phụ nữ có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới về vấn đề nhượng quyền, yeah. Không biết công việc đầu tiên của cô là, ừ. gì, và nếu khi mình nhìn lại thì đâu là những bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của mình ạ? Mọi người sẽ rất ngạc nhiên nhé, yeah. Công việc đầu tiên của Vi Vân thật ra là nó xuất hiện khi mà cô học năm thứ nhất đại học. Thì năm thứ nhất đại học ở đây là đã xin vô công ty liên doanh giữa Việt Nam với lại Pepsi. Vào cái thời mà trước khi mà mở cửa, thì lúc đó là làm gọi là phiên dịch cho hội đồng quản trị. Đó thật sự là một bước ngoặt lớn, bởi vì sao? Thứ nhất, nó cho mình tư duy là không nhất thiết phải học lý thuyết quá nhiều. Vâng. Mà mình phải luôn luôn kết hợp giữa học ở ngoài thực tế, học bằng dự án, học bằng làm việc thực tế, học từ những con người có trải nghiệm thực tế. Thì trong đó có một anh, ảnh là người Mỹ, và ảnh nói với cô một câu: tôi nhìn thấy bạn có tiềm năng, nhưng có vẻ như bạn không biết sử dụng tiềm năng của mình. Mình nghĩ, ủa mình cũng ok lắm mà sao kỳ vậy? Mình cũng thành công, mình cũng học, mình cũng thi đại học, mình đậu đại học, mình thuộc loại xịn, mình vô đại học, mình cũng là người có số má, đúng không? Sau đó cô mới nhờ ảnh ra để mentor cho mình một tiếng đồng hồ về cái ảnh nói có nghĩa là cái gì. Trong cuộc đời của mình á, cái quan trọng là mình cần phải biết được mình muốn đi tới đâu. Và như vậy thì những bước chân đầu tiên của mình á, là nó đặt nền tảng để mình tới đó rồi. Chứ không phải là mình đi vòng vòng mà mình không biết mình đi đâu rồi mình làm gì. Thì nó sẽ rất là mất thời gian. Từ đó trở đi thì sẽ luôn luôn suy nghĩ là ok, tại sao mình cần làm cái này, để đóng góp cái gì cho cái điểm đến của mình? Mình có cần làm nó bây giờ hay không? Và mình nếu mình làm cái chuyện này thì nó đưa mình đi bao nhiêu km để đến gần hơn với cái mục tiêu cuộc đời của mình. Thực ra các bạn nhìn nhiều như thế thôi, nhưng nó chỉ xoay quanh một cái mục tiêu duy nhất, đó là phát triển con người. Thì nói rằng là mọi con đường đều dẫn tới thành Roma. Exactly. Thành Roma của phát triển con người. Yeah. Đúng là một con người phát triển thì cần trải qua rất là nhiều cái giai đoạn, rất là nhiều cái thử thách khó khăn, và thường thường tụi trẻ chúng con thì có hay có một cái cản trở ấy ạ, đó là fear and doubt. Lo sợ rồi là nghi ngờ là ồ bây giờ mình làm cái này không dám làm đâu, làm đâu được gì, hay là lỡ fail thì sao? Đó ạ, thì không biết là cô đã từng trải qua cái giai đoạn đấy chưa? Có chứ. Qua kiểu như có nào chứ, không? Trời ơi. Ngày trẻ mà chuyện gì mình không trải qua. Quyết định đầu tiên lớn nhất trong đời đó là rời khỏi Việt Nam và đi ra nước ngoài một mình để tự học tự làm. Thì trong những cái thời gian khủng hoảng là thời gian tốt nhất để học. Cho nên đặc biệt là 2023 nha, nâng tầm mình lên để làm chi, để mình đón những cái cơ hội của 2024. Thì năm nay nè, là phải học thật căng, phải học thật căng vào, học thật nhiều vào, trải nghiệm thật nhiều vào, phát triển bản thân mình lên, nâng cái nội lực mình lên. Thì 2024 khi mà mọi thứ nó quay trở lại với lại cái vòng quay, thì bạn sẽ là người sáng giá nhất để bạn nắm bắt những cơ hội mới. Nha. Lúc đó cô cũng ở trong cái trạng thái như vậy, tức là lúc khủng hoảng thì mình phải phát triển bản thân thôi. Thì quyết định rất là rủi ro để đi ra nước ngoài để tự học tự làm. Wow. Bây giờ mình mà không có tự lực cánh sinh, mình không có thử hết tất cả, mình không có làm hết tất cả, mình không sợ nữa, thì mình không tồn tại. Thì mình đẩy mình vô một cái thế mà con người hay lắm, con người có cái tiềm năng rất là ghê. Survival mode. Đẩy vô cái thế đó rồi là cỡ nào cũng giải quyết được hết. Việc gì tay chân nhất cũng làm. Thì bởi vậy cái công việc đầu đời khi đi ra khỏi Việt Nam đi qua nước Úc là đi dọn phòng đó. Trời đất ơi, đuối muốn xỉu. Lúc đó mình chưa thấy cơ hội.
Nhưng nếu mình bỏ cuộc thì cơ hội sẽ chắc chắn sẽ không xuất hiện. Cho nên mình phải cố gắng, mình phải lì. Trong cái quyển sách mà con đọc của cô là Quái gánh mang đồng ra thế giới thì cô có phân tích rất nhiều về cái môi trường làm việc và môi trường sinh sống ở rất nhiều quốc gia. Con thấy rất là khoa học mà cũng rất dí dỏm nữa. Con đọc mà như là con đang nghe cô nói con bên tai, bởi vì là những cái dòng văn của mình thực sự rất là đời, rất là chạm. Không biết là theo cô, cái sức mạnh nội tại và cái môi trường xung quanh, cái nào là yếu tố quan trọng hơn để mình thành công ạ? Có ba cái yếu tố mình phải để ý nè. Một là mình phải rất hiểu môi trường bên ngoài. Mình hiểu gì? Mình hiểu cái cách vận hành của thế giới bên ngoài. Mình hiểu cách vận hành của thế giới công việc. Mình hiểu sự chuyển động của tương lai. Cái đó quan trọng. Thì khi mình nắm được cái sự phát triển và chuyển động đó của công nghệ thì mình sẽ hiểu tương lai mình cần phải làm những cái công việc gì, mình cần phải chú ý vào những cái ngành nghề gì, mình cần phải học cái gì từ bây giờ để mình trở thành người của tương lai rồi. Tức là bạn phải trở thành người của tương lai ngày hôm nay. Ngày hôm nay chứ không phải bạn đợi đến tương lai bạn mới trở thành người của tương lai. You have to be a futurist today. Cái đó rất là quan trọng nha. Và ít người để ý cái chuyện này. Cái thứ hai á, thế giới bên ngoài nó có rất là nhiều rủi ro nhưng mà nó cũng có rất là nhiều cơ hội. Nếu ở bên trong này á, nội lực của mình không tốt á thì mình nhìn thấy rủi ro. Còn nếu mà mình vững vàng, nội lực mình tốt, mình có kiến thức, mình có kỹ năng, mình hiểu về tương lai, mình là một futurist rồi, mình đủ nội lực như vậy thì mình sẽ không thấy rủi ro mà mình thấy cơ hội. Cũng như 2023 mọi người nói là năm của khủng hoảng kinh tế, là năm rất là khó khăn, là năm sẽ là nhiều người sẽ rất là mệt mỏi, xã hội sẽ rất là rối ren. Cô hiểu điều đó, nhưng cô thấy 2023 là một năm rất nhiều cơ hội. Để mình học. Để mình học, để mình phát triển, để mình chuẩn bị cho 2024 phát triển. Khi mà mình nhìn bên trong và bên ngoài thì mình sẽ có một cái factor ở giữa, nó gọi là cái chiến lược phát triển của mình. Nó là sự cân bằng giữa cơ hội bên ngoài và nội lực bên trong của mình. Ở đây mình nói câu chuyện này nó rất là đời của một con người, nhưng đó cũng là cách mà tất cả những công ty lớn nhỏ sử dụng để xây dựng chiến lược phát triển cho người ta. À, cả vĩ mô và vi mô. Cả vĩ mô và vi mô. Và nó rất đơn giản, không cần phải đọc MBA. Vẫn có thể làm được. MBA sales from this video. Cô ơi, khi nào con gặp cô, con thấy cô rất là đẹp. Bởi vì cô có một cái phong cách mà những người trẻ chúng con gọi là phong cách phi vân ấy ạ. Khi nào cũng có khăn, lúc thì khăn rằn này, lúc thì khăn, nói chung là có phong cách rất phi vân. Dạ. Thì con muốn hỏi xem cái ý nghĩa của cái phong cách của cô, tức cái khăn đằng sau đó. Nếu mà Khánh Vy để ý, Khánh Vy sẽ thấy là cô Phi Vân hay mặc đồ đen. Cô Phi Vân hướng đến cái chuyện mà mình sống tối giản. Mình không cần phải suy nghĩ quá nhiều là ngày hôm nay mình mở cái wardrobe ra nó có tới 1000 bộ khác nhau, mình phải suy nghĩ mình mặc cái gì. Dành nhiều thời gian suy nghĩ hơn cho những cái việc giá trị mà mình muốn làm. Như làm việc quốc tế thì Khánh Vy biết là bay từ nước này sang nước nọ nhiều khi 2-3 tháng mới về nhà. Khi mà đi làm việc ở nước ngoài với các đối tác nước ngoài thì Khánh Vy sẽ để ý, sẽ thấy là thường thường những cái bức hình của cô làm việc ở nước ngoài thì thường thường là sẽ mang khăn rằn hoặc là những cái khăn dệt bởi các cái bạn Việt Nam. Để qua đó mình thể hiện được cái tinh thần Việt Nam. Cô Phi Vân đặc biệt là người rất tự hào mình là người Việt Nam, rất hiểu là người Việt Nam ở trên thế giới không phải ai người ta cũng trân quý mình. Có rất là nhiều nước, nhiều quốc gia, nhiều cái sắc tộc mà người ta không có xem trọng người Việt Nam. Một người Việt Nam nếu có thể thể hiện được tinh thần Việt Nam tốt để thay đổi được cái ý kiến đó, thay đổi được cái định kiến đó của người ta trên thế giới, thì đối với cô Phi Vân, mỗi một lần mình xuất hiện, mỗi một câu chuyện mình nói, mỗi một người mình gặp, mình phải làm được chuyện đó. Ở nước ngoài thì luôn luôn, một, có chiếc sắc khăn rằn, hai, luôn luôn bắt đầu bằng nói từ Việt Nam, xin chào. Phi Vân đã đi qua hơn 80 quốc gia và phải nói rằng chắc chắn là cộng đồng người Việt sẽ cảm thấy rất tự hào ở mỗi nơi cô đi qua đều có dấu chân của văn hóa Việt, của sự nhân văn Việt, của trí tuệ Việt. Con nghĩ là ở nhà cô chắc là tủ sách rất là nhiều đúng không ạ? Tủ sách chắc là to lắm nhưng mà con không nghĩ ra. Cô nghĩ là trong tháng này cô có thể recommend cho tụi con một cái quyển sách, một đầu sách nào đó. Hay là một quyển sách mà cô rất tâm đắc không ạ? Một trong những cuốn mà cô thích nhất và cô cũng là người dịch cái cuốn sách đó sang tiếng Việt là cuốn Bốn Thỏa Ước. Khi mà mình sinh ra trong cuộc đời này á, Khánh Vy, thật ra là mình bị ràng buộc bởi rất nhiều những cái khuôn khổ trong cuộc sống. Đúng á. Bố mẹ mình sẽ nói là con phải vậy,
Đúng không? Đúng ạ. Rồi mình đi học thì trường học nói mình phải học như vậy, mình lắng nghe cô thầy cô giáo nói, thầy cô giáo nói gì mình phải nghĩ cái đó là đúng và mình phải tiếp thu. Mình gặp những người hàng xóm thì người ta sẽ expect, người ta mong là mình sẽ phải cư xử theo một cách nào đó. Đúng. Trong xã hội và trong những cái tổ chức họ có những cái quy định rất rõ ràng, bạn phải như thế này, bạn mới là người của chúng tôi. Mình đang vận hành theo khuôn khổ của những người khác đặt ra. Is that life? Đó có phải là cuộc sống không? Nó có một cái bài hát Another Brick on the Wall. Một viên gạch nữa trên tường. Phải chăng chúng ta chỉ là một viên gạch nữa ở trên tường? Oh my god, so đau, nghe cái đó đau không? Còn nếu như mà cuộc đời này bạn nghĩ khác, bạn nghĩ ok, mẹ mình nói vậy, ba mình nói vậy, xã hội nói vậy, trường học nói vậy, thầy cô nói vậy, nhưng những cái đó nó là reference. Còn bản thân mình phải biết mình muốn cái gì, bản thân mình phải biết mình mong muốn cuộc sống mình như thế nào, mình muốn nó màu gì, mình muốn vẽ nó bằng cái cọ gì, thì mình phải là người quyết định điều đấy. Và như vậy thì tất cả mọi thứ còn lại đó là reference, đó là tham khảo, và mình phải là người thực tế, mình ngồi, mình suy nghĩ và mình có chính kiến để mình biết là cuộc đời của mình mong muốn nó trở thành như thế nào. Different life altogether. Và cô nghĩ là những người thành công trong cuộc đời này đều là những người suy nghĩ như vậy. Suy nghĩ khác đi, lấy tất cả mọi thứ làm reference, nhưng không bao giờ follow một cách mù quáng. Mà nếu nói về khoảng 3 kỹ năng mà những người trẻ của chúng con phải sống chết phải học được để trở thành tôi của tương lai thì đấy là kỹ năng gì ạ? Tư duy phản biện, critical thinking. Tư duy phản biện là thứ mà nó sẽ giúp cho bạn xây dựng được chính kiến của bản thân mình. Mình muốn làm gì, mình muốn tới đâu, mình muốn thành ai, tại sao đó lại là hành trình đó chứ không phải là hành trình khác. Và mình sống chết với cái hành trình đó để mình được làm những thứ mình mong muốn, mình thích là cái cực kỳ quan trọng. Sống chết cũng phải học critical được thinking. Critical thinking phải học được. Cái này cái đấy à, phải biết thu thập thông tin và phải biết sàng lọc xem là thông tin nào là thông tin chính thống, thông tin nào là không chính thống. Thứ nhất, thứ hai, khi mình lọc được thông tin rồi thì mình phải cởi mở, tức là open minded. Mình phải cởi mở để mình tiếp nhận thông tin đó một cách không định kiến. Thường thường con người ai cũng có định kiến. Đúng không? Đúng ạ. Vô tình mình định kiến thôi. Học cách để mình thở sâu. Chế không có phán xét đầu kiểu vậy. Chế không phán xét. Nếu mình cảm thấy bắt đầu mình ghét ai đó, hay mình bực cái mình cái gì đó, hay mình cảm thấy vui, mình bỏ cảm xúc vô, có nghĩa là dữ liệu đó nó đang không khách quan. Thu thập thông tin, sàng lọc thông tin, suy nghĩ về góc nhìn và xây dựng cái hệ thống để mà hỗ trợ cho cái chính kiến của mình. Và không phán xét ạ? Không phán xét. Không bao giờ phán xét. Hoàn toàn không bao giờ phán xét. Mình sinh ra khác nhau, mình lớn lên trong gia đình khác nhau, mình đi học trường khác nhau, mình gặp những trải nghiệm khác nhau, có đứa yêu sớm, có đứa yêu trễ, có đứa bị bạn đánh bully ở trường, anh hiểu đúng không? Mỗi người cái hành trình nó rất là khác nhau, và chính những cái hành trình khác nhau đó nó làm cho mình trở thành những con người có những cái hoài bão khác nhau, có những nút thắt khác nhau nữa, có những nỗi đau khác nhau. Cho nên khi tiếp cận với một vấn đề thì tất cả chúng ta đều nghĩ khác nhau, không ai nghĩ giống nhau hết. Đúng. Nếu mình muốn thực sự là mình bình an và mình vui vẻ hạnh phúc trong cuộc đời này thì mình phải biết chấp nhận những góc nhìn khác nhau của những con người khác nhau và tìm hiểu những cái góc nhìn đó của họ, tại sao họ lại nghĩ như vậy. Để mình thông cảm, mình thấu hiểu. Đặc biệt là các bạn Trung Đông. Các bạn Trung Đông là ngồi trong phòng họp mày nói vậy là sai, nói chỉ thẳng vô mặt. Đâu có hoa hòe, hoa xói như mình mà nói là học như con chắc con. Phương Đông mình thì sẽ là tôi nghĩ là có rất là nhiều cách để chúng ta suy nghĩ về điều này. Nói chung là ý của bạn cũng đúng nhưng mà chính cái hành trình đi ra thế giới, nói chuyện và tương tác với rất nhiều người giúp cho cô càng ngày càng trở nên open minded hơn. Là anh sao cũng được hết. Anh là người như thế nào tôi cũng chấp nhận hết. Những cái gì anh nói có thể có những cái tôi đồng ý, có những cái tôi không đồng ý, it's ok. Chúng ta khác nhau mà. Đúng không? Nhưng nếu chúng ta làm cái gì đó chung với nhau thì chúng ta sẽ tìm cách để có tiếng nói chung. Như thế thì mình không phải là một viên gạch nữa trong một góc tường. Exactly. Yeah. I like that. Yeah. Tức là con rất là thích một điểm cô vừa nói, đó là khi mà mình làm chung với nhau thì mình phải tìm được tiếng nói chung. Làm con có một cái câu chuyện mà con muốn hỏi ý kiến của cô. Con có những người bạn thân thì cùng nhau
kinh doanh, một mô hình kinh doanh. Thì thời gian đầu cũng rất là happy cô ạ. Nhưng mà sau một thời gian thì bất đồng quan điểm các thứ, thì việc đi và việc ở lại nó cũng có nhiều cái vấn đề không được thoải mái happy cho lắm. Và thành ra cũng có nhiều người rút ra một cái nhận định rằng là kinh doanh là không nên kinh doanh với bạn thân. Thì cô nghĩ đâu là lý do sau rất nhiều cái nhận định này, và làm như thế nào để mình tránh được cái điều đấy? Mình không được lẫn lộn giữa khả năng cộng tác và mức độ thân thiện với nhau. Khả năng cộng tác là tôi tôn trọng ý kiến của bạn, bạn tôn trọng ý kiến của tôi, và chúng ta cùng hướng đến một mục tiêu chung để làm cho nó thành công. Và như vậy thì sẽ có những lúc ý kiến của bạn là quan trọng hơn, có những lúc ý kiến của tôi là quan trọng hơn, có những lúc hai ý kiến của chúng ta cộng lại tạo thành một ý tưởng mới. Tại sao bạn bè làm việc hay bị vấn đề là tại vì mình nghĩ mình quen nhau, mình thân nhau, mình hiểu nhau rồi, cho nên mình không cần phải minh bạch, mình không cần phải rõ ràng. Thì cái đó là cái phốt lớn nhất khi làm kinh doanh là không rõ ràng. Cho nên làm kinh doanh dù là bạn hay là không bạn hay là người lạ thì cũng quan trọng nhất là sự minh bạch, sự rõ ràng. Chúng ta làm gì, chúng ta cần làm cái đó trong bao lâu, chúng ta cần bao nhiêu nguồn lực để làm được việc đó, ai sẽ là người làm việc đó, người làm việc đó có được trả lương hay không, đúng không? Rất rõ ràng. Cho tới giờ phút này cô vẫn đang làm kinh doanh với một người bạn rất thân của mình và rất là vui vẻ. Cả hai đều rất là open minded và cả hai đều hiểu là chúng ta là những mảnh ghép về thế mạnh của nhau. Và khi chúng ta hợp lại với nhau, chúng ta có khả năng cộng tác và chúng ta có sự thấu cảm. Tất cả mọi vấn đề trong cuộc đời này đều là từ con người mà ra. Con người quá nhiều cảm xúc và con người bị dẫn dắt bởi những cảm xúc, và có khi những cảm xúc đó nó không đúng. Vì cả cuộc đời của mình cho tới giờ phút này mình đã thấy rất nhiều sự không minh bạch. Mình đã nghe rất nhiều về sự lừa đảo, mình đã thấy rất nhiều vụ việc tương tự. Thì nó thành định kiến. Và từ đó mình nghi ngờ lung tung, xong mình bắt đầu có những cảm xúc tiêu cực. Cảm xúc tiêu cực có thể không đúng, nhưng mình không nói với người ta, mình không clarify, mình không làm rõ. Tất cả là do con người, tự mình tưởng tượng thôi. Monkey mind. Monkey mind, that's true. Rất nhiều người như vậy. Một đám tech, chỉ biết tech, không biết cái gì khác hết. Không biết marketing, không biết làm sản phẩm, không business, không biết làm business, không biết làm tài chính. Thì sao cái việc đó nó thành? Đúng rồi, phải tìm ra được những mảnh ghép. Đúng. Wow. We talk in English. A globetrotter. It's somebody who's traveling all over the world. It's you. That's me. AI. AI is artificial intelligence. So basically that's a technology created by human being, like a human brain, so that so that the technology, the algorithm itself can think and act like human being. Wow. It's dangerous. IoT. IoT, Internet of Things. That's a system of various sensors that could talk to each other, so that machines can talk to each other and perform things without human intervention. Oh, right. Yeah. Make your own coffee. You know, your app from the mobile phone can actually send that signal to the coffee machine, and you've got your coffee without having to press anything on the machine itself. Oh. Machine is an example of IoT. It is. It can be an example of IoT. Big data. Big data would be a lot of data about a lot of things that are collected into one data warehouse. And from there, people will be able to learn about different patterns of data to create different ideas and different solutions. Wow. I have a Bitcoin. Do you? Do you do? I do. Oh my God. Actually, around 10 years ago, I went to a very big conference. That was the first time when Bitcoin was launched by a group of people, and nobody knows what Bitcoin was all about at that time. So they said, okay, this is what Bitcoin is all about. It's an e-currency, and if you are to download this e-wallet right now, you will have one Bitcoin in your mobile phone. And I did it. So I had one Bitcoin for free 10 years ago. 10 years ago. And I still have it. You still have it? Isn't that amazing? Yes, amazing. That's what we're talking about. We have to talk about the future, because if you start talking about Bitcoin today, it's pretty late. I was about to ask about the name of the cryptocurrency that you had for something. But maybe later. Global citizen. A global citizenship is a mindset.
is a mindset. If you have a global citizenship mindset, then obviously you think and you know that you can be part of the world, you can work from anywhere, you can contribute to any global movement, any global projects. So I've never studied abroad. Can I be a global citizen? Doesn't matter. Global citizenship is a global mindset. It is. I love your Aussie accent. Because you've been studying in Australia. Yeah, I spent a lot of years in Australia. Yes. Is there any quote or philosophy that you live by, that you really believe in? Life is simple. Life is very simple. Everyone makes it so complicated. Everyone thinks so complicated. So keep it simple. One phrase or sentence that you often use on a daily basis. Is there anything we can do better? Growth mindset. Yeah. Always, always ask that question. Is there anything we can do better, goal? Is there anything we can do better for you? I'm sure you can do. Và trong tất cả những cuốn sách này, với những bạn mà rất muốn đọc sách cô và thấy ôi nhiều quá, không biết bắt đầu từ đâu, thì đâu là cuốn sách cô nghĩ là các bạn nên đọc trước ạ? Cuốn sách đầu tiên mà là nền tảng nên đọc thì có lẽ là Tôi Tương Lai Và Thế Giới. Tại trong đó thì sẽ nói rất là rõ về cái thế giới tương lai và chuyển động của nó. Và như vậy thì mình cần phải thay đổi như thế nào để mình trở thành một cái futurist, một cái nhà tương lai học. Tôi Tương Lai Và Thế Giới ạ. Cuốn này thì ra vào giữa năm 2020. Thì khi đó là đã viết cùng với lại AI rồi. Và khi đó là đã sử dụng ChatGPT rồi để viết cuốn sách này. Cho nên bây giờ mọi người mới bắt đầu hot. Nhưng mà cuốn sách này mọi người ơi, mình chỉ mới dùng ChatGPT được 2 phút, cô dùng được 3 năm rồi. Quá nhiều bông hoa cho cuộc đời rồi nên con sẽ cách được tặng cô những bông hoa tươi thắm. Cảm ơn em, cảm ơn. 2023 là năm của học, năm của bảo toàn, tài chính, năng lượng. Sẽ cái gì mình làm tốt nhất là mình sẽ tập trung mình làm cái đó, mình không có mở rộng ra. À dạ vâng. Và năm của sức khỏe tinh thần. Tức là mình làm cái gì là không mở rộng ra đúng không? Mình làm cái gì thì mình tập trung mình mở rộng cái đó thôi, chứ mình không làm cái mới, mở rộng theo cái kiểu khác. Là chiều ngang. À vâng. Mình mở rộng chiều dọc thôi. Vâng.